Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn rau kinh giới có tác dụng gì và một số bài thuốc chữa bệnh từ rau kinh giới nhé. Các bạn biết rằng rau kinh giới là một loại rau quen thuộc ạ và chúng ta thường dùng trong các bữa ăn gia đình nhé, mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là rau kinh giới nhà mình trồng đấy ạ. Rau kinh giới có vị cay, đắng, mùi thơm, tính ấm nhé. Vào hai kinh, phế tức là phổi và can là gan, tác dụng làm da mồ hôi, thanh nhiệt, tán ứ, tán hàn, khu phong, chỉ ngứa và tán ứ phế kết. Khi sao đen kinh giới có tác dụng chỉ huyết cầm máu ạ. Trong rau kinh giới có rất là nhiều tác dụng, như trong y học cổ truyền thì kinh giới được sử dụng làm chữa cảm mạo hay là sốt, cúm, nhức đầu, hoa mắt, phong thấp, đau xương, mình mẩy hay là viêm họng, nôn mửa hay bệnh sởi hay là nở ngứa nhé, và mụn nhọt ạ, nên là được sử dụng rất là nhiều. Kinh giới sao đen có thể chữa băng huyết hay rong huyết, thổ huyết, chảy máu cam, đại tiện ra máu. Trong 100g rau kinh giới chúng ta có chứa thể cung cấp đến 90,3g nước và 2,7g đạm, 22 calo năng lượng và 3,6g chất xơ, 246mg canxi và 2,8g đường bột. Nó còn chứa các chất như phốt pho, kẽm, natri và vitamin C, beta caroten ạ. Nên là rất là tốt cho sức khỏe nhé. Mùa hè thì rau kinh giới mọc rất là tốt. Đây cạnh là cây lá tía tô các bạn nhé. Và mình sẽ ngắt để mình xin chia sẻ với các bạn tác dụng của rau kinh giới ạ. Ngoài trời nó đang mưa và mình cũng ngắt để làm rau sống ăn luôn. Mình xin chia sẻ với các bạn tác dụng của rau kinh giới nhé. Các bạn biết rằng rau kinh giới thì có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất là chữa cảm cúm. Kinh giới có chứa các hợp chất có tác dụng tiêu diệt các loại virus gây bệnh như cảm cúm hay là sốt, cảm lạnh, đau nhức cơ thể ạ. Thứ hai nữa là tốt cho tim mạch nhé. Lượng kali trong rau kinh giới dùng điều hòa nhịp tim và huyết áp ạ. Chất chống oxy hóa trong rau kinh giới còn có khả năng phòng chống chết oxy hóa là nguy cơ gây nên bệnh tim. Thứ ba nữa là hỗ trợ tiêu diệt ký sinh trùng gây hại cho đường ruột ạ, như sán hay là giun, và bảo vệ hệ tiêu hóa giúp làm dịu các chứng khó tiêu và đau do rối loạn dạ dày ạ. Thứ tư là cải thiện giấc ngủ. Flavonoid có trong rau kinh giới có thể kháng viêm, an thần, nên giảm stress, căng thẳng hiệu quả và cải thiện chứng đau nửa đầu, mang lại giấc ngủ chất lượng hơn, tốt cho cơ thể nhé. Và thứ năm là phòng ngừa lão hóa. Các chất có trong rau kinh giới có tác dụng chống oxy hóa tương đối mạnh mẽ, nhờ đó có thể phòng ngừa lão hóa cho cơ thể của chúng ta, giúp cho cơ thể của chúng ta trẻ trung lâu hơn nhé. Thứ sáu là làm sạch đường hô hấp. Các chất có trong rau kinh giới có tác dụng tan đờm, trị ho, tống đờm ra khỏi phổi và ngừa cái tình trạng ung thư phổi các bạn ạ. Cho nên đường hô hấp sẽ thông thoáng hơn nhé. Tác dụng thứ bảy mà rau kinh giới mang lại đó là giảm viêm. Viêm mãn tính có sẽ dễ tác động tới sự tiến triển của một số bệnh như là tim, bệnh
tự miễn hay là tiểu đường các bạn nhé. Cho nên là cái tình trạng viêm ấy là không, khi chúng ta sử dụng rau kinh giới sẽ rất là tốt ạ. Thứ 8 là điều trị mụn nhọt. Rau kinh giới các bạn rửa sạch đi, sau đó các bạn giã, vắt lấy nước cốt, thoa trực tiếp lên chỗ mụn, sau đó để khô thì chúng ta lại rửa lại mặt đi hoặc mụn đi thì nó sẽ rất là nhanh khỏi ạ. Đấy là những cái tác dụng của rau kinh giới nó mang lại đối với sức khỏe mà mình đã kể ở trên các bạn nhé. Và một số bài thuốc chữa bệnh từ rau kinh giới rất là hiệu quả. Thứ nhất đó là chữa cảm cúm, sốt, đau đầu. Toàn thân kinh giới các bạn có thể dùng 10g và 6g cam thảo đất, là 6g lá tía tô, 6g kim ngân hay là 4g kinh tử, 6g cúc tần và 3 lát gừng. Những cái này thì các bạn rửa sạch đi cho mình, sau đó thì mình sẽ đun nước uống nhé. Sắc nước uống, uống trong ngày các bạn ạ. Uống một vài lần đến khi nào chúng ta hết sốt, đau đầu, cảm cúm thì chúng ta thôi nhé. Bài thuốc thứ hai là chữa đau thắt lưng, dây thắt. Các bạn dùng rau kinh giới, trinh nữ hay là huyết trắng, mỗi loại các bạn dùng 16g, thổ phục linh, lan tục đoạn hay là mỗi vị 20g ạ. Ngải diệp 12g, cẩu tích, thỏ ti tử hay là ngũ gia bì, thiên niên kiện quế, chi mỗi loại chúng ta dùng 10g, cũng rửa sạch đi rồi các bạn cũng sắc nước uống và mình uống trong ngày ạ. Và bài thuốc thứ ba mình muốn nói là chữa phong hàn, là đau mình nhé. Các bạn cũng kết hợp rau kinh giới và một số vị thuốc ạ. Và bài thuốc thứ tư là trẻ lên sởi, ho, sốt kéo dài, các bạn cũng dùng rau kinh giới, chúng ta sắc nước uống để uống nhé. Bài thứ năm đó là chống viêm, chống phù lề, chống xuất tiết hay là trị viêm mũi dị ứng, các bạn cũng dùng rau kinh giới này cho mình nhé. Bài thứ sáu là trị mụn nhọt, sưng đau, các bạn cũng dùng kinh giới cho mình ạ. Đó là những bài thuốc mình đã nói trên và một số lưu ý khi các bạn ăn rau kinh giới. Không nên ăn rau kinh giới với lượng lớn nhé. Tối đa các bạn chỉ ăn khô là từ 10 đến 15g khô, hay ăn tươi các bạn cho ăn cho mình từ 15 đến 20g là rau kinh giới hàng ngày, mỗi ngày thôi nhé. Thứ hai nữa là người bị mụn nhọt, chảy mũi, đổ mồ hôi nhiều, như là trẻ bị sởi hay bị sốt nhiệt, cũng trong sốt nhiệt cao ấy, cũng hạn chế sử dụng rau kinh giới ạ. Và thứ ba là hạn chế sự kết hợp dưới rau kinh giới với cua biển, thịt nừa, cá lóc để tránh có phản ứng phụ ạ. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin chào các bạn.